sao nhá. Khi mà cắm điện thì nó sẽ có một cái nút, nó có đèn ở đây, nút nguồn đây, khi bật lên chạm rất là nhạy thôi. Khi mà chạm vào thì nó sẽ hiển thị nhiệt độ ở phút ở đây, nhiệt độ ở đây luôn đó. Thì mà ở trên này thì nó sẽ có các tùy chỉnh, giả dụ như là người nướng bánh này, người nướng khoai, ở đây thì hai bên sẽ có chỉnh nhiệt độ này, chỉnh thời gian này và chỉnh nhiệt độ ở đây. Khi mà bắt đầu thì mình sẽ ấn nút start đó, stop ở đây đó. Thì là nói chung là mấy cái máy nồi chiên không dầu này thì nó khá là đơn giản để nó phù hợp với cả các bạn kiểu bạn ở chợ không dành công nghệ cũng thể sử dụng được. Chức năng thì không có gì khó khăn khi sử dụng cả. Một là chỉnh thời gian ở đây rồi, hai là chỉnh nhiệt độ ở đây rồi. Chỉ và khi mà xong thì ấn nút tắt đây là xong, nhiệt độ thì nó hiện ở màn hình trước này rồi. Ở sau này nó cũng sẽ có cái lỗ thoát gió ra ngoài này, thoát hơi ra ngoài như này. Cái cấu tạo thì nồi chiên không dầu là mình nghĩ là chắc nó cũng tương tự nhau thôi. Cái nhiệt độ ở mắc của cái nồi chiên không dầu này cũng là mắc 200 độ. Thời gian mắc thì mình không biết là bao nhiêu để mật thử thế nào. Tại vì cái nồi chiên Philips của mình là có thể mắc được 60 phút, còn cái này thì không biết là mắc được bao nhiêu phút. Cái này nó cũng làm mắc được, nếu được 60 phút liên tục.